Ở trước đây thì anh có một cái màn trắng, và từ giờ thì nó vung quá. Cái cho măng không ấy? Dạ, măng em hết rồi ạ. Măng hết rồi. Tại sao ta mới thấy anh đi mấy đường giao là thấy khoái được gì đó. Anh gặt nhẹ nhàng. Không cụ gì đó. Không. Đây là tiếp tục là một cao thủ nữa rồi quý vị ạ. Rồi, cho cái nạc đi. Anh gặt đi. Ra hết một con là khoảng bao nhiêu phút? Chừng một phút. Một phút. Cái này nó đen vậy chứ nó không phải cháy đúng không? Đúng rồi. Nó đâu bị cháy là tại vì lò than nha. Giống như là gia vị á quý vị. Đúng rồi. Vì nó không có màu. Ở đây không ra màu á. Cho nên mình quay lên với nó. Đúng rồi. Cái này đây như là mình quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại địa phận tỉnh Bình Dương quý vị ơi. Ở ngay chúng ta đang đứng đây là bờ kè thuộc Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương quý vị. Thì hôm nay chúng ta có việc đi xuống Bình Dương á, luôn tiện chúng ta quay khu vực Lái Thiêu cho một anh khán giả thường hay xem kênh Vina TV quý vị. Cách đây không lâu thì anh có gửi mail cho Phu Tha và nói rằng là anh từng sinh sống ở nơi đây, bây giờ anh đã qua nước ngoài sống và rất là lâu rồi anh chưa có về thăm lại quê hương quý vị. Thì có dịp nào Phu Tha xuống Bình Dương, Lái Thiêu thì Phu Tha có thể quay để cho anh xem một chút xíu. Thì hôm nay Phu Tha luôn tiện xuống đây và chia sẻ cũng như là gửi đến anh clip này. Qua đây thì Phú Tha cũng cảm ơn anh trong cái thời gian vừa qua đã luôn xem và ủng hộ cho kênh Vina TV. Đây là con đường đi vào bờ kè Lái Thiêu quý vị. Đó, đây là cổng thành phố Thuận An. Hiện tại bây giờ thì tỉnh Bình Dương có tất cả là 3 thành phố rồi quý vị. Thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. Đây là một trong những tỉnh có nhiều thành phố tại khu vực phía Nam. Đây quý vị, đây là khu vực bờ kè Lái Thiêu. Và nếu như anh đã đi lâu năm chưa về Lái Thiêu thì có lẽ anh sẽ khó nhận ra được ở nơi đây thay đổi như thế nào. Tại vì cách đây khoảng 6-7 năm về trước á, thì cái bờ kè này chưa làm xong, quý vị chưa làm. Bờ kè này mới làm cách đây vài năm trở lại đây thôi. Không biết là ngoài anh gửi mail cho Phu Tha ra thì còn có quý vị nào là người dân từng sinh sống và làm việc tại Lái Thiêu không ha? Thì nếu mà có thì quý vị nhớ nhấn like và cho Phu Tha một comment ở phía bên dưới phần bình luận để Phu Tha biết nha. Tại vì anh gửi mail lâu lắm rồi quý vị, mà gửi bằng tiếng Anh nên Phu Tha cũng không nhớ là anh tên gì nữa. Nhưng mà cô ta chỉ nhớ cái nội dung là anh nói là anh sống ở Lái Thiêu lâu năm rồi và đã lâu rồi anh không có về thăm lại Lái Thiêu. Nên anh mong muốn là cô ta quay khu vực chợ Lái Thiêu cho anh xem. Đó, thì hôm nay cô ta về Lái Thiêu thì luôn tiện cô ta quay gửi đến anh cũng như là gửi đến cho tất cả quý vị khán giả xem khu vực Lái Thiêu bây giờ như thế nào rồi. Đây có một cái công viên nè quý vị. Hiện tại bây giờ là khoảng 8 giờ sáng nha quý vị, tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đường xá sạch sẽ, đẹp quý vị. Một bên là bờ kè, còn một bên là quán xá rất là nhiều quý vị. Buổi tối ở đây trước khi mà xảy ra dịch đó quý vị thì rất là đông nha, nhộn nhịp, quán xá vui lắm. Không biết thời gian dịch này thì sao rồi, tại vì cô ta cũng không có xuống đây buổi đêm á.
Futa sẽ đi dọc con đường bờ kè này, rồi sau đó sẽ đến chợ Lái Thiêu, đi một vòng chợ Lái Thiêu. Tiếp tục thì Futa sẽ tìm một quán ăn nào đó lâu năm để cùng chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Đây là ngã tư này quý vị. Đây, Futa lên đây, Futa quay cái bảng này cho quý vị xem nè. Nếu mà đi thẳng luôn là ra sông Sài Gòn, còn rẽ trái là ra đại lộ Bình Dương, mũi tàu Phú Long, và rẽ phải là ra thành phố Thuận An. Đây là đường Cách Mạng Tháng 8 nha quý vị. Đây, Futa sẽ rẽ phải ra Cách Mạng Tháng 8 nè. Đi đến đây là sẽ là chợ Lái Thiêu. Đẹp quý vị ạ, ở đây hình như buổi tối đèn đẹp lắm nè quý vị. Tại vì chúng ta thấy họ đang trang trí đèn, nhưng mà buổi tối thì sắc sẽ sáng lên đẹp. Bên đây cũng có một công viên nha quý vị. Khu vực Lái Thiêu trước đây là một trong những nơi địa điểm du lịch nổi tiếng về trái cây quý vị, nhưng mà sau này thì hết rồi. Tại vì sau này đất tăng giá đó, nên chúng ta thấy là đa số người dân người ta bán đất hết, nên không có đủ đất để mà trồng nhiều cây giống như lúc xưa nữa. Lúc xưa là nổi tiếng về măng cụt. Đây đường Cách Mạng Tháng 8 này. Đó, bên đó là chợ. Chúng ta sẽ đi một vòng, sau đó thì nếu mà được thì chúng ta sẽ đi vào trong chợ quý vị. Đường Cách Mạng Tháng 8 này chúng ta thấy rất là nhiều quán vịt quay, heo quay. Tới đây là có một cái vòng xoay. Lúc trước thì chúng ta cũng có chia sẻ bánh bèo ở chợ Lái Thiêu quý vị. Đây, đây là đường Cách Mạng Tháng 8 và phía trước là tiệm vàng Tuấn Kim Long 4 số 9. Rồi, bên đây là vòng xoay. Nếu mà vào chợ thì nhất định là Futa sẽ phải giữ xe để Futa chạy một vòng Lái Thiêu cho anh xem. Lái Thiêu cũng là trung tâm của thành phố Thuận An nha quý vị. Đây, chợ bên đây nè. Ồ, bên đây có tiệm bánh ướt gì đây, đông khách quá trời nè. Bún thịt nướng cô bế. Đây là chợ. Chợ Lái Thiêu này cũng rộng lắm quý vị ơi. Cô ta chạy nhanh vậy không biết là anh có xem được hết không. Đây, đi lên đây lại có thêm một cái vòng xoay nữa nha. Bên đây là Hội đồng Nhân dân nè, phường Lái Thiêu nè. Đây, lên đây là ấy một. Lên đây lại có một cái vòng xoay nữa nè. Hội đồng Nhân dân thành phố Thuận An nè. Cô ta ôm vòng xoay đi vào lại chợ Lái Thiêu nha. Cô ta có cảm giác khu vực nơi đây đó quý vị, nó yên bình lắm quý vị ạ. Đường xá thì sạch sẽ, mát mẻ. Đèn thì điện trang trí rất là nhiều. Bây giờ thì Futa đang có mặt tại đường Phan Đình Phùng. Đây là trước mặt chợ nè. Hồi nãy là Futa đi ở đằng sau này, bây giờ là trước mặt chợ nè quý vị. Đó, ở đây là chợ Lái Thiêu nha. Hình như người ta cũng đang sửa chữa hay sao quý vị ạ. Chúng ta thấy nhiều tiệm đóng cửa, và ở trên thì đang thi công cái gì đó quý vị. Đây là hai bên chợ.
Rồi Phu Tha sẽ đi vòng về đây. Như vậy là Phu Tha đi vòng tròn nguyên chợ Lấy Thiêu luôn quý vị. Đây là phía bên bờ kè quý vị. Đường này là đường Chu Văn Tiếp. Đây Phu Tha đến ngay góc, hồi nãy Phu Tha đi ngang qua đây rồi nè, đường cách mạng tháng 8 nè. Bên kia là cái cầu nè, bên kia là cầu, rồi đi xuống dưới kia là dọc như vậy là bờ kè Lấy Thiêu. Và đây là có một cái công viên nè. Rồi bây giờ chắc Phu Tha đi tìm cái gì để quay chia sẻ đến với toàn thể quý vị nha. Quý vị thân mến, hồi nãy Phu Tha vừa mới đứng ngay góc ở đằng kia của quý vị. Thì nhìn xéo qua đây Phu Tha thấy có một tiệm vịt quay á, khách cực kỳ đông luôn, nên Phu Tha muốn ghé vào hỏi thăm cũng như giới thiệu chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Đây quý vị ạ. Đây là vịt quay Hoàng Phát ở địa chỉ là 36A đường cách mạng tháng 8, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý vị. Quán nằm đối diện phía sau chợ Lái Thiêu. Nãy giờ Phu Tha thấy là khách mua đông quá trời luôn quý vị. Bây giờ là mới khoảng 8 giờ sáng thôi. Và cái tủ vịt ở đây nè, quá trời luôn. Và hình như là ngoài vịt ra thì có gà nữa, có heo nữa. Wow, nhìn hấp dẫn quý vị. Còn đầy quý vị ha. Đây vịt quay Hoàng Phát, có số điện thoại là 0934 178 279. Đó, mình qua đây. Ở đây thì có bảng giá nè quý vị. Ồ, hình như Phu Tha thấy giá bình dân nữa quý vị. Vịt quay mà nguyên con là 260, heo quay là 300 một ký, gà quay là 150, lòng là 20.000 một bộ, bánh bao là 15.000 một bịch. Bánh mà có size hả? Size S hả? Ô anh, S với C là gì vậy anh? Mày ăn buổi sáng buổi chiều à? À. Sáng là từ 3 tới 4.000, ồ buổi chiều là 2.000. Ồ, sao nó lạ vậy anh nhỉ? Nó lớn nhỏ. À lớn nhỏ hả? Buổi sáng mình bán ồ bánh mì bự hơn hả? Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bữa chiều là nhỏ hơn thì bữa chiều 2.000. Nên là tùy theo size quý vị. Size lớn, size nhỏ nữa. Nhưng mà buổi sáng thì chỉ có, buổi sáng là 3-4 ngàn, buổi chiều là 2 ngàn. Đây anh trai đây. Anh quán mình ở đây bán được lâu chưa anh? Lâu rồi, 2 mấy năm rồi. Ồ, 2 mấy năm rồi. Như vậy là cũng có tiếng khu vực ở đây ha. Đúng rồi. Thì ở đây, xung quanh đây là có bà con gì mình không? Đúng. Tại em thấy đông quá trời người bán. Ở đây là không chi nhánh mà. À không chi nhánh luôn. Dạ. Đây là Hoàng Phát quý vị. Đây mình vào đây mình xem cái tủ được không? Gà mình qua chút xíu nha. Đó. Quá trời luôn. Nhìn đã quý vị ha. Đó. Mà giá có vẻ bình dân hơn ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thông thường thì có thấy là một con ít nhất là phải 320, 340. Còn ở đây chỉ có 260 thôi quý vị. Vịt này hình như mới quay ra luôn, còn thơm lừng à. Rồi anh treo đây thêm nữa nè. Rồi như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ hả anh? 5 giờ sáng. 5 giờ bán sáng mình chiều, chiều 6 giờ 6 rưỡi. Chặt ra nửa con.
đây để xem anh bán. Dạ con là 3 ha. Có đầu luôn, hiện 140. À có đầu, lấy phần đầu là 140. Ừ, đầu cổ luôn á. Để chặt cũng bén ha quý vị ha. Trời ơi. Anh chặt mà nó thơm quý vị. Để anh còn lấy nguyên không anh? Lấy nguyên chứ lấy được lòng không? Rồi. Còn ngon á. Nữa con đầu không có cao. Thêm cái nữa hả? Là hai phần không? Ngon ngon em đừng mở nha. Để con coi đó. Trước đây thì anh có một cái màng trắng và bây giờ thì nó vung quá. Có cho măng không ấy? Dạ măng em hết rồi ạ. Măng hết rồi. Dạ. Đấy, cô ta mới thấy anh đi mấy đường giao là thấy khoái được việc đó. Anh chặt nhẹ nhàng không? Không cổ gì hết. Không. Đây là tiếp tục là một cao thủ nữa rồi quý vị ạ. Nó mở ra dặn rồi. Trời ơi, con vịt nó nạt ghê. Hai con gà để nguyên. Thơm quá anh hả? Ừ. Mới. Để rồi thơm. Dạ, thơm lưng nè. Ngoài thêm con đúng không? Nửa con. Ngoài chặn con nữa không? Không, nửa con à. Nửa con, không đầu, không con sâu á. Không đầu, không con sâu luôn. Anh chặt nhanh hơn những anh lấy hụt đó. Hôm nay là ngày bình thường nhé quý vị, không phải là thứ bảy chủ nhật nha. Nhưng mà chúng ta thấy là khách mua cực kỳ đông luôn. Mấy ngày thứ bảy chủ nhật chắc mình bán nhiều lắm anh hả? Tại vì ở đây hình như anh thấy bán giá cũng bình dân anh hả? Đúng rồi, ở đây công nhân nhiều quá. Dạ. Bán giá bình dân mình bán lượng nhiều. 260 con, 260. Ở đây Sài Gòn là 300 mấy con á. Sài Gòn 308 thôi. Dạ, 302, 304, 308. Như vậy là mình bán ít nhất là nửa con ha. Cốc tư đó. À cốc tư mà cũng bán luôn. Có. Em tiền ơi. Con
Anh đứng chặt đây chắc cũng lâu năm rồi phải không anh? À, cũng mới à. Dạ? Cũng mới à. À cũng mới hả? Ừ. Mới mà chặt dữ vậy hả? Rồi. Mới có 10 năm mà. À mới có 10 năm mà. Mới 10 năm là mới à. Có lấy bình nước rồi em ơi. Ồ, cái này là lười á anh? Không, này mở rồi. À mở hả? Đi qua mình đâu có lưỡi đâu. Cái bộ lọc này là 20 đây không anh? Quá trời luôn mà. Đó. Anh ra hết một con là khoảng bao nhiêu phút? Chừng một phút. Một phút. Một phút là xong một con nha quý vị. Quý vị đừng có bắt chước theo anh mà chặt một chút nha. Tại vì anh là người trong nghề rồi, anh chặt 10 năm rồi thì cái tốc độ anh chặt rất là nhanh. Chỉ một phút là ra một con thôi.
còn quý vị đừng có bắt chước anh mà chặt theo nha. Tôi gửi nhiều anh 3 chấm 9. Cái tủ vịt quay thì nhỏ thôi nha quý vị, nhưng mà ở trong đây thì rất là nhiều người bán nha. Một anh đứng chặt, một chị đứng vào cái nước sốt của vịt, cái nước sốt đó. Rồi có những anh xung quanh là lấy dưa leo, rồi lấy bánh mì, rồi lấy hộp. Và ở trong kia chúng ta thấy có bà đang ngồi bỏ bánh mì. Ngoài đây thì có mấy anh giữ xe, rồi mấy anh order. Nãy giờ chúng ta thấy xe hơi tới đây mua cũng nhiều quý vị. Ở đây chân vịt bán có 2.000 một cặp thế anh. Đen vậy chứ nó không phải cháy đúng không? Đúng rồi, dạ. Nó đâu bị cháy đâu, tại vì là than nha. Dạ. Giống như là gia vị đó quý vị. Đúng rồi. Vì nó có màu vậy mà. Cái quay thì 300 một ký nha quý vị. Tại đây không ra màu quá, cho nên quay cho nó. Đúng rồi, cái này đây như là mình không có màu nè. Trong dịch ra luôn.
đó. Nước á, nước từ trong xương vịt nó ra nước. À, từ trong xương vịt. À, chứ không có bơm nước vô. Dạ. Cho chị không? Cho ba dây. Chở ra liên tục quý vị ạ. Cứ quay xong là chở ra, quay xong là chở ra vậy đó. Có thao như vậy bữa ta đếm chắc khoảng 10 con. Chắc nữa không có đầu lên Thuận ơi. Cái da đó mà ươm. Đi lên em nửa con nha. Thank you.
dừng ở đây nha quý vị. Thì nếu quý vị có đi đến ở địa chỉ là 36A đường Cách Mạng Tháng 8, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì quý vị có thể ghé nha. Ở đây chúng ta thấy là giá bình dân, cái vịt đó quý vị, nãy giờ chúng ta thấy đứng nó thơm lắm. Đó, ngoài ra thì ở đây còn có bán bánh mì, bánh bao luôn, lòng gà quay, heo quay, bán hết. Quán ở đây bán cũng lâu năm rồi quý vị, gần 30 năm rồi. Cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha. Quý vị nhớ nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh Vina TV.